Chào các bạn, hôm nay chia sẻ bạn một cái chủ đề là cái câu chuyện thôi. Hôm nay chia sẻ ba câu chuyện, qua câu chuyện thì các bạn sẽ nhận ra nhiều cái bài học. Mình có người bạn năm nay cùng tuổi với mình, tuổi 42 rồi, và bạn muốn thay đổi, đúng không? Bạn muốn thay đổi ở cái tuổi 42. Mỗi khi mà có dịp gặp bạn á, bạn cứ nói mình là tao thấy mày lúc này làm ăn rất là tuyệt vời, làm kinh doanh rất là tốt. Tao thấy mày có rất là nhiều điều kiện, đặc biệt là con cái học hành, rồi mày được đi nơi này nơi kia, rồi điều kiện cuộc sống của mày hiện tại rất là tốt. Tao rất là muốn thay đổi, mày có cái công việc gì chỉ tao ra khởi nghiệp với. Và thật sự thì nói với các bạn rằng là cứ mỗi lần mà gặp mình á là bạn cứ hỏi cái câu đó. Và mình kêu bạn ra làm kinh doanh đó, thì hầu như là thật sự muốn chỉ thì không biết chỉ cái gì, bởi vì các bạn đã nhớ là bạn hoàn toàn có cái chút xíu gì về kinh doanh đâu. Đồng ý là hồi kia bạn bè học chung với nhau, tuy nhiên bây giờ muốn chỉ thì đã chỉ bao nhiêu lần rồi, bạn đã muốn thay đổi nhưng mà nó lại rớt vào trong rất là nhiều người đã muốn thay đổi, thấy rằng càng phải thay đổi cuộc sống, thấy nó không ổn. Tuy nhiên, họ không có làm gì để cho nó thay đổi cả. Bởi vì khi chúng ta làm một cái gì đó thì nó mới thay đổi. Còn nếu mà ngồi mà muốn không, rồi khát khao không, thì nó cũng không có thay đổi được. Chúng ta phải làm một cái gì đó. Và đây là tình hình chung của rất là nhiều người. Vậy thì mình kể sơ về người bạn mình một chút xíu, bởi vì cái đây là cái vai trò nó cũng rất giống rất là nhiều người. Bạn mình là học đại học khoa học xã đại học tự nhiên, ngành sinh học. Hồi đó học thì cũng oai lắm, nói chung ra trường cũng oai lắm, rồi ra làm việc cho công ty nhà nước lại oai nữa, so với nhiều người là thành đạt. Nhưng mà chuyện gì xảy ra sau 20 năm thì làm đó, rồi cứ mức lương rồi phấn đấu đi lên, nhà cũng không có thăng thế thì không có đi lên trong nhà nước được, rồi vẫn bây giờ cứ làm chuyên viên thôi. Tuy nhiên mọi thứ bắt đầu nó khó khăn ra từ khi bạn có gia đình, và đặc biệt là bạn có con, thì gần như là nó càng ngày nó càng khó khăn ra. Với cái mức lương ổn định như vậy, mức lương đó mình hay gọi cái từ là nghèo ổn định. Vì sao gọi là nghèo ổn định? Bởi vì nó ổn định nhưng nó nghèo, nó nghèo nhưng nó ổn định, bạn dùng chưa? Rồi cũng không có sắm sửa gì thêm được. Muốn đầu tư cho con để nó thay đổi, nên là bạn mong muốn một cái gì đó để nó thoát ra. Có một lần mình hỏi bạn là giữa hồi kia ai chọn nghề này cho mày, bạn nói là ba chọn, ba mình chọn. Các bạn thấy cái đây là một cái câu trả lời mà cũng chung luôn, rất nhiều người là ba chọn nghề, mẹ chọn nghề cho con. Và thế là thằng con đi học, đúng không? Bởi vì hồi kia ở nhà bạn là nuôi tôm rồi gì đó, và ba muốn về sau này nuôi tôm về đó. Và cho tới giờ thì 40 mấy tuổi đời, bạn mình mới phát hiện ra rằng cần phải thay đổi, cần phải ở đứng trước một cái ngã rẽ cuộc đời, cần phải thay đổi một cái gì đó. Và bạn nhìn theo cái hình mẫu của mình, và bạn muốn rẽ theo cái hình mẫu của mình, muốn ra khởi nghiệp. Tuy nhiên không biết bắt đầu từ đâu, muốn thay đổi nhưng lại sợ sệt. Bạn có nhận ra điều này không ạ? Cái này là tình trạng chung, nó không phải đơn lẻ của một người bạn của mình mà đang đang kể ra. Đó là tình trạng chung của rất nhiều người hiện tại. Muốn thay đổi nhưng không biết làm sao để thay đổi, muốn thay đổi nhưng không dám thay đổi, bởi vì phía đằng sau cái nặng nó quá lớn. Và tại sao bạn để tới năm 40 tuổi, 42 tuổi bạn mới nhận ra điều này? Và cái câu chuyện này mình kể ra để những người đang trẻ hơn ngồi nghe đoạn video này, bạn cần phải nhận ra sớm. Có rất là nhiều người họ cứ lu bu với cái cuộc sống, họ cứ lu bu với công việc hiện tại, họ không nghĩ về tương lai, nên chừng cuối cùng khi tương lai nó đến thì lại là không còn thời gian, không còn cái cách để làm nữa. Tại sao chúng ta không suy nghĩ cái điều này? Tại sao chúng ta không suy nghĩ cho 3 tháng, 5 tháng tới nữa, 20 năm nữa? Các bạn nhận ra điều này chưa? Mình lại kể một cái câu chuyện khác. Tết năm vừa rồi, mình có đi chơi với một một bạn bạn đó
29 30 tuổi thôi, bạn rất là năng động, bạn rất là giỏi giang, bạn làm việc thi công nội thất và suốt ngày bạn đi làm ấy. Bạn cũng ra kinh doanh riêng rồi nhưng mà bạn làm theo cái kiểu chân tay. Tứ tự lao ra làm rất là lan xả. Ok, mình hỏi bạn thì bạn thu nhập cũng tốt nhưng mà nó không có thực sự nhiều. Mình đặt cái câu hỏi như bạn như vậy nè. Em đừng cứ nghĩ là em đang là 30 tuổi mà em nghĩ em đang là 50 tuổi thì em cứ làm theo cái cách này được không? Thì khi mà nghe câu hỏi của mình đó thì bạn nó trầm tư đi. Bạn mới phát hiện ra rằng bạn không thể làm theo cách được. Và sau cái Tết về, bắt đầu bạn thay đổi liền. Bạn tuyển nhân sự vô, bạn đào tạo nhân viên, bạn trao nó và chỉ mới một năm thôi mọi thứ của bạn thay đổi. Tiếp được khách hàng nhiều hơn, bạn đỡ hơn, bạn khỏe hơn và bạn gặp mình bạn cứ nói rằng là cái câu hỏi đó nó lợi hại quá, nó làm cho em thay đổi cái góc nhìn liền. Đó, các bạn thấy điều này mà mình muốn gửi đến cái câu chuyện thực trạng hiện nay để cho các bạn. Ngay bây giờ các bạn đang 25 tuổi, ngay bây giờ các bạn đang 30 tuổi, bạn hãy suy nghĩ rằng bạn đang 50 tuổi bạn có làm việc theo cái cách như vậy được không ạ? Bạn bạn có tự hỏi như vậy được không ạ? Và bao nhiêu bạn hiện tại dám vượt qua cái trở ngại này? Đó. Hay là để nước tới đâu tính tới đó. Bạn có hình dung ra điều này 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 chứ? Mình chia sẻ cái điều này bởi vì mình thấy cái điều này nó xảy ra đến với cuộc đời của bạn, nó không phải là xảy ra đến với cuộc đời của mình, bởi vì 20 năm trước mình đã ra làm kinh doanh rồi. Tuy nhiên mình muốn chia sẻ điều này đến với bạn, bạn có bao giờ bạn tự hỏi nó như vậy không ạ? Và với những bậc làm cha mẹ chúng ta cũng suy nghĩ này, ba mẹ rất là muốn tốt cho con cái, không có ba mẹ nào không thương con cái hết. Tuy nhiên cái liệu ba mẹ có bao giờ để cho con nó thấy rằng nó đi theo cái cách của nó để nó không bị lạc đường không? Với trách nhiệm của chúng ta là làm thầy cô nào cũng muốn con thành thành đạt, trò giỏi, con ngoan hết. Tuy nhiên thầy cô có chịu update cái kiến thức mỗi ngày, nhìn với một cái góc độ rộng hơn để tư vấn cho học trò của chúng ta nó đi tốt hơn không? Với một người lãnh đạo, bất kỳ người lãnh đạo nào cũng muốn nhân viên mình trưởng thành và làm việc hiệu quả hết. Tuy nhiên, chúng ta có làm cho nhân viên mình nó phát triển hơn hơn không? Hay là nó đang làm việc với chúng ta, nó làm việc mỗi ngày năng lực nó càng đi xuống hơn? Nó vào công ty bạn nó chỉ đầu tắt mặt tối, nó làm mà có bao giờ bạn đào tạo bạn phát triển cho nó hơn 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 không? Cái đây là cái cõi mình kể ra một cái câu chuyện để các bạn thấy rằng từ một cái câu chuyện của người bạn của mình muốn thay đổi để tất cả mọi người ở cái vị trí của chúng ta hãy tự hỏi mình, nếu bạn đang là một người làm công bạn suy nghĩ nó như thế nào, nếu bạn đang là một người làm ba mẹ bạn suy nghĩ nó như thế nào, là một người thầy cô bạn suy nghĩ nó như thế nào, và một người làm lãnh đạo, làm chủ doanh nghiệp, công ty bạn gieo gì cho cuộc sống này. Cái đây là cái đoạn cái đôi ý, đây là một cái câu chuyện mà mình chia sẻ và mình đặt ra cho bạn những cái câu hỏi để bạn tự suy nghĩ và dĩ nhiên chúng ta có cái hành động cho mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều khi đã lắng nghe cái đoạn video của mình, và các bạn thấy hữu ích thì các bạn share đến cho nhiều người. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, chúng ta gặp ở video sau.